Anh em đang đi chơi giải đua thuyền mở rộng của huyện Bảo Thước nha. Đây. Hôm nay đi câu chứ. Không, câu này hôm nay là mất lưới. Đâu đây chứ hả? Đi chơi nay bỏ câu kéo này phải đi chăm. Được. Ây giời trà, đông. Là lễ hội đua thuyền đầu năm của sông Mã đây này. À, nó có phần cao thằng nào đây kìa. Đâu chừng mấy giờ sông nào có lại đó. Thế gà mát cả gà này, gà rừng nháy nháy. Kiếp. Anh ăn miếng không? Em đi lên đó đấy. Mới xuống. Em đi. Chú ơi, chú phải gọi bác mà gai gì rồi. Ôi ôi, đâu đi đi. Ôi ôi. Băng rồi, băng rồi, lên gần băng rồi. Giả đồng hiệp mua gì thì mua đi có 10.000 đó. 12.000 cơ mà. Đạn nước 10.000 bạc. Như con nít vậy nhỉ. Lễ hội du thuyền này rất đông. Cái đó 7.000 bạc. Ơi, đừng nếu con. Quá dài rồi cẩn thận này. Biến người. Có mở mọi mặt trận này nhờ. Đấy là đồng chí rắn nèm nhé, anh em lại ủng hộ nhá. Anh đi ở đây. Đi nhá. Anh nhìn cực em nhá. Đi đâu á? Xem đây đi đâu? À, ơi, nóng lắm nhỉ, nắng lắm nhỉ. Nắng đi đâu nắng. Còn đi đây rồi nhá. Đi về đây xem ơi. Đó. Đi lên xem việc, xem nghiệp nữa nè. Mau lên đấy, chờ quay được 2-3 lần rồi. Giải đua thuyền lần thứ ba anh không anh làm gì lại được em ơi.
Cho em xin điếu nào. Ôi trời trời, anh có làm vòng tay đeo này. Thời trẻ trâu thôi này. Đúng. Đúng rồi chưa? Cái mới đến đây. À vậy. Cái này là tổng số nhớ ở cự ly 500m có 6 đơn vị tham gia, đó là đơn vị Thiết Ông, đơn vị Lâm Giang, đơn vị Hà Trung, đơn vị Thái Thượng, đơn vị Lưu Hoàng và đơn vị xã Điện Lư. Xin mời các vận động viên ở nội dung thi đấu thứ ba cự ly 500m đồng đội nữ, chúng ta chuẩn bị tiêu tận rồi. Người biến người. Nó toàn được nhất không thế này sao chị nói. Nhất mày thì anh nó cũng mày. Thảo ơi, có thấy Long Nhật không? Ơ, bây giờ nó đang chuẩn bị rồi. Thank you.